Quý vị đang tiếp tục theo dõi bản tin FBNC. Thưa quý vị, sẽ có 13 doanh nhân trẻ tiêu biểu của 10 nước ASEAN và 3 nước đối thoại là Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc được vinh danh tại Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN Cộng 3 năm nay. Diễn đàn sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN Cộng 3 là sáng kiến của Việt Nam trong cơ chế hợp tác thanh niên giữa các nước ASEAN và 3 nước đối thoại là Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Diễn đàn là cơ hội để giới doanh nhân trẻ có dịp đối thoại cùng với giới chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước cũng như đại diện cấp cao nhiều cơ quan chức năng Việt Nam. 65 đại diện doanh nhân trẻ sẽ tham gia diễn đàn được chọn từ 10 nước ASEAN và 3 nước đối thoại. Diễn đàn cũng sẽ vinh danh 13 doanh nhân trẻ tiêu biểu nhất của ASEAN Cộng 3. Hiện nay thì trong ASEAN thì chúng tôi có thống nhất với nhau về cái đối tượng tham gia các cái hoạt động như thế này là các cái doanh nhân trẻ của ASEAN có thuộc các cái quốc gia là người có quốc tịch của các nước ASEAN và Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc có độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi. Và đối với cái đề tài của năm nay là hướng tới sự phát triển bền vững thì khuyến khích sự tham gia của các doanh nhân trẻ hoạt động trên những cái lĩnh vực như là dịch vụ xã hội, y tế, giáo dục, phát triển bền vững v.v. Diễn đàn doanh nhân trẻ ASEAN Cộng 3 năm nay còn có sự tham gia của nhiều đại diện sinh viên các khối ngành kinh tế trên cả nước. Nhà tổ chức diễn đàn là Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam kỳ vọng đây không chỉ là cơ hội gặp gỡ xã giao giữa doanh nhân trẻ các nước, mà còn là nơi ghi nhận nhiều mối hợp tác thành công về kinh doanh thương mại và đầu tư. Nhằm tăng cường kết nối cung cầu giữa các đơn vị nghiên cứu và sản xuất trong ngành nông nghiệp và chế biến thực phẩm, sáng nay chợ Công nghệ và Thiết bị hay còn gọi là TECHMART, chuyên ngành công nghệ sau thu hoạch đã được khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên FBNC sẽ thông tin chi tiết đến quý vị. Thưa quý vị, để hỗ trợ gắn kết giữa các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp trong quá trình đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ cũng như là phát triển thị trường công nghệ chuyên ngành sau thu hoạch, cung cấp thêm một số thông tin cho các doanh nghiệp trong quá trình ứng dụng công nghệ mới thì sáng ngày 10 tháng 12, Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc TECHMART chuyên ngành sau thu hoạch. TECHMART công nghệ sau thu hoạch 2015 được tổ chức với sự tham gia của 29 đơn vị với 30 gian hàng có các công nghệ và thiết bị sẵn sàng chuyển giao. Trong số đó, hơn 120 công nghệ và thiết bị trong các ngành chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản được giới thiệu trực tiếp tại sự kiện. Một số giải pháp tiêu biểu có thể kể đến như công nghệ sản xuất nguyên liệu kích thước nano, bột cacao, đông trùng hạ thảo, tỏi đen, công nghệ chiết xuất tinh dầu, chiếu xạ, xay trộn nghiền siêu mịn. Ngay sau khai mạc đã có hai hợp đồng và ghi nhớ hợp tác về chuyển giao công nghệ được ký kết. Qua các đợt khảo sát thì chúng thấy là cái việc ứng dụng khoa học công nghệ vào trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch là một cái nhu cầu còn rất lớn của các cái doanh nghiệp không riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh mà còn là các tỉnh ở phía Nam, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bởi vì qua thống kê của các nhà nghiên cứu thì nhận thấy rằng cái tổn thất của các mặt hàng rau quả, nông sản thực phẩm trong cái quá trình thu hoạch là khoảng chiếm khoảng từ 10 đến 30%. Thì cái việc mà chúng ta ứng dụng cái công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong lĩnh vực thu hoạch, bảo quản, đóng gói, chế biến các mặt hàng nông sản thực phẩm sẽ mang lại một cái hiệu quả kinh tế rất là lớn. Cùng với các thiết bị và công nghệ mới được triển lãm thì chợ công nghệ và thiết bị lần này cũng có khu vực tư vấn với chuyên gia dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu cũng như là 4 buổi hội thảo với 7 chuyên đề trình bày về các công nghệ mới. Và sự kiện sẽ kết thúc vào hết ngày 11 tháng 12. Thưa quý vị, theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, trong 11 tháng đầu năm thì tổng số ô tô bán ra là hơn 215.000 chiếc, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên doanh số toàn thị trường cán mốc 200.000 xe một năm. Trong số các dòng xe bán ra 11 tháng đầu năm, phân khúc xe du lịch đạt gần 17.000 chiếc, tăng 45%, xe thương mại đạt gần 78.000 chiếc, tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng tháng 11, tổng số xe bán được lên đến gần 30.000 chiếc, tăng 33% so với tháng 10 vừa qua và tăng 86% so với cùng kỳ năm 2014. Với đà mua như hiện nay, dự kiến kết thúc năm 2015, tổng doanh số toàn thị trường sẽ đạt được vượt mức kỷ lục 220.000 xe bán ra. Hiện Taco Trường Hải vẫn là hãng xe dẫn đầu về doanh số bán hàng trên thị trường, chiếm 41% thị phần VAMA. Ở vị trí số 2 là Toyota Việt Nam với 21% thị phần. Dù niên vụ cà phê 2014-2015 đã kết thúc hơn 3 tháng, nhưng dư âm ảm đạm của mùa vụ này vẫn còn kéo sang niên vụ mới, khi giá vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ đi lên trở lại. Theo Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam Vicofa, thị trường đang có những nghịch lý cần lời giải bởi cả cà phê Việt Nam gần như đang một mình một chợ trên thị trường thế giới mà vẫn rất giá. Tại Diễn đàn Triển vọng và Phát triển bền vững ngành hàng cà phê Việt Nam 2015 diễn ra mới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Trần Công Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, gọi tắt là IPSAT, nhận định năm 2015 là năm vô cùng khó khăn với cả người trồng và các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam.
11 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cà phê giảm đến 28% về lượng và trên 30% về giá trị, chủ yếu do giá giảm. Nếu tính theo niên vụ thì xuất khẩu cà phê cũng giảm mạnh về sản lượng và kim ngạch so với niên vụ trước. Có rất nhiều những cái nguyên nhân khác nhau mà ảnh hưởng tới cái việc giá cà phê của chúng ta giảm, xuất khẩu của chúng ta giảm trong cái năm vừa qua. Thì cái đầu tiên chúng ta phải thấy là cái nhu cầu của thị trường của một số cái nước nó giảm. Nhưng cái quan trọng hơn đấy là cái chuyện cạnh tranh. Thì trong thời gian vừa qua thì các cái nước, một số nước như Colombia họ đẩy mạnh cái chuyện mà tái canh, nhưng mà cái lượng cung của họ là tốt hơn. Brazil thì mặc dù họ có một chút giảm sản lượng nhưng mà cái lượng cung của họ vẫn là rất là dồi dào. Nhưng quan trọng hơn thì hai những cái quốc gia mà cạnh tranh chúng ta thì họ có một cái chính sách vĩ mô tương đối là mở. Họ phá giá cái đồng tiền, và cái sự phá giá của đồng tiền của họ thì giúp cho cái giá xuất khẩu của họ là giảm đi rất nhiều so với cả chúng ta. Tuy nhiên, lý giải cho việc giá cà phê trượt dài từ mốc 41.000 đồng một ký của tháng 12 năm 2014 xuống mức 32-33.000 đồng một ký cuối niên vụ và tiếp tục giữ mức giá thấp này trong niên vụ mới 2015-2016, ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Vicofa cho rằng không chỉ có các nguyên nhân trên. Vụ 2014-15 thì với các cơ quan thông tin báo chí thì trên thế giới thì cho rằng là năm nay là Việt Nam được mùa rất là lớn và dự kiến là khoảng 27 đến 28 đến 29 triệu bao, tức là khoảng 1 triệu sấp xỉ 1 triệu 7 tấn. Và với cái thông tin như vậy và suốt năm vừa qua thì thực tế Việt Nam mình xuất khẩu được là 1 triệu 251 ngàn tấn thì giảm so với cái dự báo là khoảng hơn 300 ngàn tấn. Và người ta cho rằng là với cái lượng tồn kho lớn này của Việt Nam đang tồn kho, cộng với năm nay Việt Nam tiếp tục được mùa, như vậy thì cái sản lượng tồn Việt Nam sẽ rất là lớn, và như vậy người nông dân Việt Nam sẽ phải bán ra, dẫn đến cái việc là giá tiếp tục người ta. Ông Nam cũng cho biết thực tế thị trường cà phê Việt Nam trong niên vụ qua ngược hoàn toàn với dự báo của các nhà đầu cơ tài chính. Do giá thấp, nông dân trồng cà phê tiếp tục găm hàng chờ giá lên, khiến các doanh nghiệp xuất khẩu gặp không ít khó khăn. Đầu vụ năm nay, năm 2014-15 ấy, thì cái đầu vụ là cái mức chịu lùi rất là cao và các doanh nghiệp đã bị thua lỗ do hợp đồng bán trước. Và đến năm 2010 vụ này, đến năm 15-16 này thì các doanh nghiệp Việt Nam đã hạn chế bán ra, và từ đầu vụ cho nên mặc dù là đến giờ này thì hầu như cái giá bán của chúng ta là bán bằng sàn London hoặc là cao hơn sàn London rồi. Nhưng mà do cái việc thị trường sàn London vẫn tiếp tục sập cho nên là giá của các doanh nghiệp Việt Nam bán ra vẫn rẻ hơn là giá mua từ nông dân. Và hiện nay nông dân người ta đã phát hiện được cái tình trạng này và người ta găm hàng lại và người ta không bán giá dưới cái giá 35.000. Cũng theo Vicofa, dù sản lượng cà phê niên vụ 2015-2016 của thế giới lẫn Việt Nam đến thời điểm này đều được dự báo là sẽ giảm do ảnh hưởng của El Nino. Riêng Việt Nam sản lượng ước đạt 1,3-1,4 triệu tấn, giảm 15-20% so với niên vụ trước. Nhưng trên thị trường thế giới, các thông tin dự báo vẫn theo xu hướng cho rằng niên vụ này sản lượng cà phê toàn cầu sẽ tăng. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng cà phê toàn cầu sẽ tăng 384.000 tấn trong niên vụ 2015-2016. Trong đó, sản lượng từ các nước sản xuất lớn như là Brazil, Việt Nam, Colombia đều tăng, trong khi tiêu dùng không tăng. Nhiều tổ chức khác cũng có chung dự báo. Vicofa cho rằng đây là một trong những nguyên nhân khiến cà phê Việt Nam dù đang một mình một chợ trên thị trường thế giới, do sản lượng tồn kho của các nước gần như đã hết, các nước sản xuất chính là chưa vào vụ thu hoạch, vẫn không kiểm soát được giá. Cái nguyên nhân của cái một mình một chợ hiện nay mà chúng ta không kiểm soát được giá là do cái thị trường nước ngoài đang đưa cái tin đồn rằng tồn kho của Việt Nam nó quá lớn, và cũng không ít những thông tin mà ở bên ngoài thì cũng có những cho rằng là cái lượng tồn kho đó thực tế và thậm chí năm nay lại được mùa nữa. Như vậy cộng hai cái vụ lại thì cái lượng tồn kho của chúng ta sẽ rất là lớn nếu như đúng như các thông tin báo chí đưa ra, mặc dù là Vicofa đã cảnh báo rằng đó là thông tin không chính xác. Trước thực tế như vậy, các nhà kinh doanh cà phê nhận định khó kỳ vọng giá có thể chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Một số chuyên gia cho rằng giá chỉ có thể đảo chiều khi thị trường khan hàng do động thái găm hàng của nông dân. Nhưng điều này còn tùy thuộc rất nhiều vào sự phối hợp giữa các nước, bởi trong bối cảnh cung không đủ cầu, nếu nông dân Việt Nam găm hàng nhưng các thị trường khác ồ ạt bán ra thì cũng sẽ bất lợi, vì thị trường đang chịu sự chi phối của các nhà đầu cơ tài chính chứ không phải do cung cầu. Chuyển sang thông tin về thị trường chứng khoán, hai sàn chứng khoán tiếp tục phiên giao dịch chìm trong sắc đỏ. VN Index đang lùi dần về mốc 560 điểm, thanh khoản toàn thị trường diễn biến thiếu tích cực. Khởi động phiên giao dịch, VN Index diễn biến khá tích cực nhờ vào các cổ phiếu trụ cột như Vinamilk, Vincom và BVH của Bảo Việt. Tuy nhiên, xu thế này không duy trì được lâu, thì chỉ số đã nhanh chóng đảo chiều giảm trở lại trước áp lực bán của nhà đầu tư. Trong khi đó, cầu vào thị trường lại tiếp tục suy yếu khiến cho hoạt động giao dịch diễn ra khá trầm lắng. Bước vào phiên buổi chiều, đà giảm của VN Index chưa có dấu hiệu dừng lại. Đáng chú ý trong phiên là hàng loạt các mã mang tính đầu cơ cao như HQC của Hoàng Quân,
TSC của Nông nghiệp Cần Thơ hay SHI của Sơn Hà bị bán khá mạnh trước áp lực giải chấp. Càng về cuối phiên, cung giá thấp tăng cao, đẩy hàng loạt các cổ phiếu vốn hóa lớn chìm trong sắc đỏ. Khép phiên, VN Index giảm 0,7% về mốc 561,04 điểm, thanh khoản đạt hơn 1.900 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đã chiếm hơn 30%. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HN Index tiếp tục có phiên giảm điểm với hàng loạt các cổ phiếu bị bán mạnh, số lượng mã giảm chiếm áp đảo trên sàn, trong khi lực cầu suy yếu đã làm cho hoạt động giao dịch thiếu tích cực. Chốt phiên, HN Index giảm 0,9% xuống còn 78,89 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 42 triệu đơn vị, ứng với trên 440 tỷ đồng. Vừa rồi là những thông tin thời sự nổi bật trong nước, và trong phần tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị đến với các thông tin chính sau. Người dân Trung Quốc quan tâm hơn đến xe điện vì ô nhiễm nặng nề. Sân bay Kuala Lumpur đăng tin tìm chủ nhân 3 chiếc máy bay bị bỏ quên.